Thì đón chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, bát hương là vật linh thiêng được đặt trên bàn thờ mà bất cứ gia đình nào cũng có. Nhưng các bạn có biết rằng một dấu hiệu bất thường trên bát hương sẽ cảnh báo các điểm xui xẻo sắp đến với gia chủ hoặc các thành viên trong gia đình hay không? Theo quan niệm của thế giới tâm linh thì việc đặt bát hương không thể tùy tiện theo sở thích cảm tính mà cần những sự tư vấn kỹ càng từ các bậc thầy phong thủy nhà ở. Nếu đặt bát hương đúng cách, gia đình sẽ được hưởng vận may, phát tài phát lộc. Nhưng nếu làm ngược lại thì không lường trước được những tai họa có thể xảy ra. Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ điều này trong video dưới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bát hương có 4 dấu hiệu này phải thay ngay. Giữ lại đen đủi cả năm, vị trí đặt bát hương chuẩn nhất. Những dấu hiệu bất thường trên bát hương cảnh báo điểm xui xẻo. Bát hương bị xê dịch. Bát hương thường được đặt chính giữa bàn thờ tuyệt đối. Trong một năm không được xê dịch tùy tiện, kẻo gia đình gặp tai họa xui xẻo ập đến. Bạn nên chú ý đến cuối năm thay bát hương, phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay. Chân hương sau khi dọn mang ra hồ, sông bỏ hoặc là đốt hết, phải giữ lại số chân hương là số lẻ. Điều này sẽ khiến cho gia đình an yên, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc quanh năm. Bát hương bị đặt trông chênh. Như đã nói ở trên thì bát hương là vật linh thiêng nên cần phải cố định, bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương trông chênh, lệch sang bên trái hay là bên phải. Phải có đủ 3 bát hương trên một bàn thờ. Cho dù là bàn thờ lớn nhỏ như thế nào thì cũng phải có nhớ đủ 3 bát hương. Bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, táo quân. Hai bên bát hương là thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Trên bàn thờ thì luôn phải có đèn dầu hoặc là nến để thể hiện sự tôn nghiêm, chốn linh thiêng. Đựng cát trong bát hương. Nhiều gia đình đổ cát vào bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây là một quan niệm sai lầm. Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm ô uế nên để trong vật linh thiêng như là bát nhang thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương xui xẻo. Tốt nhất gia chủ nên lấy cho đun bếp được đun bằng rơm bỏ vào trong, có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ hạnh phúc. Bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ bởi chất liệu này chỉ phù hợp với miếu chùa chứ không hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu như gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này thì rất có thể tài lộc trong nhà sẽ bị mang hết đi. Cần bao nhiêu bát hương để trên bàn thờ gia tiên? Trên bàn thờ gia tiên thì thường sẽ bày ít nhất là 2 bát hương trên bàn thờ, một là thờ thần linh, một thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ có 1 bát hương thì do là khi xây nhà họ mượn tuổi chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ, hoặc cũng có thể là gia đình quyết định thờ chung. Lại có nhà 7 đến 4 bát hương thì là do họ tách ra thờ riêng bát hương cho tổ cô và bát hương cho ông mãnh. Theo quan niệm tín ngưỡng lâu đời, các gia đình sẽ thường bày bát hương ứng với số lẻ là 3, 7, 9 và gặp nhiều nhất là 3 bát hương và sẽ sắp xếp theo thứ tự là bát hương thờ tổ cô, ông mãnh đặt bên trái, thờ thổ công thần linh ở giữa và thờ gia tiên bên phải là đầy đủ. Cũng có nhiều gia đình thì đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ kỵ, bố mẹ, bà cô, ông mãnh, khiến cho bàn thờ bị quá tải, bày không đúng cách sẽ không tận dụng được sức mạnh từ tâm linh. Theo quan niệm, chưa kể, cũng có nhà trong bát hương không ghi rõ trong cốt là thờ ai khiến cho tổ tiên thần linh không có chỗ để về ngự, vô tình lại khiến cho gia đình phạm lỗi không đáng mắc phải. Bên cạnh việc chú ý bát hương gia chủ, phải chú ý đến 3 điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ cần tránh kẻo sức họa vào thân. Dùng đồ không sạch để lau dọn. Khi đã biết việc dọn bàn thờ ngày Tết rất quan trọng thì bạn cũng không được lơ là việc dùng gì để lau dọn. Những đồ lau dọn bàn thờ như là chổi quét, khăn lau, khăn khô đều là đồ sạch được mua về để dùng riêng cho lau dọn bàn thờ là tốt nhất. Hạn chế dùng chổi, khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm. Dùng nước lạnh để rửa bài vị. Khi lau rửa bàn thờ thì nên dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh để lau rửa bài vị. Đặc biệt khi lau bát hương thì không nên xê dịch bát hương nhiều, chỉ nên dùng rẻ sạch lau qua thành bát cho bớt bụi, tàn nhang bám ở trên đó. Nước dùng để lau dọn bàn thờ, lau bát hương, rửa bình hoa hay là chén đũa trên bàn thờ đều phải là nước sạch, được cất riêng. Có nhà thì cẩn thận còn dùng nước mưa hay là kỳ công nấu hẳn một nồi nước lá trầu, lá bồ đề để chuẩn bị cho việc dọn dẹp bàn thờ tổ tiên ngày Tết được thanh sạch, trang trọng nhất. Có thể
nấu nước năm thứ thảo dược quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc là rượu gừng để tẩy uế, làm sạch đồ thờ cúng. Đun sôi cho kỹ những thảo dược đó với 1,5 lít nước để ấm rồi dùng nước đó lau rửa bàn thờ và đồ thờ cúng. Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị của thần Phật, luôn ở vị trí trang trọng và luôn được ưu tiên trước nhất. Người xưa quan niệm nếu không làm như vậy là bất kính, mạo phạm với thần Phật. Thần Phật có ngôi vị cao hơn nên dễ khiến tổ tiên bị chèn ép. Di chuyển bát chân hương tùy tiện. Các nhà tâm linh cho rằng bàn thờ là nơi linh thiêng phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta không nên tùy tiện động chạm di chuyển, điều này sẽ làm cho tổ tiên, các vị thần khó an vị để phù hộ cho con cháu. Ngoài ra thì người ta còn quan niệm nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Điều này có nghĩa là lòng thành của bạn không được thần linh chứng giám ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ, chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không được tự ý động chạm hoặc là di chuyển, kẻo tài lộc tiêu tán. Bàn thờ là một yếu tố vô cùng quan trọng, còn mang lại tài lộc, an khang, sức khỏe tâm linh cho mọi người trong gia đình. Nếu bàn thờ thu nạp được sinh khí tốt thì con cháu sẽ hưởng phúc, làm ăn phát đạt, mọi sự hanh thông. Quan trọng là con cháu bày tỏ lòng thanh kính trước gia tiên, thần Phật và cầu mong bình an may mắn cho gia đình. Chuyên gia chỉ cách lau dọn bàn thờ ngày Tết. Theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, việc lau dọn bàn thờ hay còn gọi là lễ bao sái cần phải được tiến hành thường xuyên. Việc lau dọn bàn thờ là để bày tỏ lòng thành tâm, hiếu nghĩa, tri ân đối với người đã mất. Bất cứ khi nào thấy bàn thờ chưa được trang nghiêm, thanh tịnh thì cần phải tiến hành lau dọn ngay. Hoặc việc lau dọn có thể theo định kỳ các tháng, không nhất thiết cứ phải chờ đến dịp cuối năm hay là Tết. Trước khi bắt đầu, người dọn dẹp bàn thờ phải tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương để xin phép thần linh và gia tiên. Khi lau dọn bàn thờ thì chú ý lau dọn từ trên cao rồi mới xuống đến thấp. Khi lau các bức tượng trên, dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc là bay màu sơn, có thể dùng loại máy thổi hơi để thổi sạch các cát bụi trong ngóc ngách. Tuy nhiên thì cần tránh việc xê dịch các bức tượng, bát hương. Trong trường hợp có sự cố bất khả kháng buộc phải xê dịch thì sau đó phải làm lễ thắp hương và di chuyển về đúng như vị trí ban đầu. Khi tỉa bớt chân hương thì gia chủ sẽ rút từng chút một cho tới khi còn số lẻ trong bát hương, thường là 3, 5, 7, 9, còn lại sẽ được mang đi hóa thành tro, đổ xuống sông hoặc là vùi vào gốc cây. Cần lưu ý tuyệt đối không được vứt chân hương hoặc là các đồ thờ cúng khác vào thùng rác hoặc là nơi ô uế. Nên thường xuyên tỉa các chân hương, chỉ để lại 3 chiếc chân hương là được. Không nên để nhiều chân hương vì như vậy bát hương bị rác, bàn thờ sẽ nhanh bụi bặm. Đối với các bức tượng bằng đồng thì không nên lau rửa bằng rượu, cồn hoặc hóa chất để tránh cho đồng khỏi bị oxy hóa, han rỉ thành màu xanh hoặc là nhanh bị xỉn. Khi vệ sinh bát hương thì cần dùng rượu gừng hoặc nước thảo dược, khăn gạc lau sạch từ miệng bát hương trở xuống. Sau khi đã vệ sinh, sang rửa bát hương xong thì đặt yên vị trên bàn thờ, gia chủ không được xê dịch bát hương nữa. Theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh thì trên bàn thờ gia tiên ngoài hoành phi, câu đối, tượng hoặc là ngai thờ, khám thờ, bài vị, ảnh, lưu hương, đỉnh đồng, tùy theo hoàn cảnh có thể sắm sửa thì nhất thiết không thể thiếu những thứ sau, đó là bát hương, dùng hương thơm không hóa chất, nước tinh khiết, thanh tịnh, đèn, nến, nơi đặt bàn thờ phải thoáng khí, không gian thanh tịnh nghiêm trang. Ngoài ra thì đồ dâng cúng như là hoa quả, bánh trái, trầu cau trên bàn thờ, ngoài ý nghĩa bày tỏ lòng thành, sự hiếu kính của con cháu, tín chủ dâng cho gia tiên, tiền chủ, thần linh, hộ pháp, còn tượng trưng cho quy luật nhân duyên, quả trong vũ trụ. Vì thế, các gia đình nên chọn đồ thật để thờ cúng, không nên bày các đồ tanh hôi, sát khí, hoa quả giả hay là hoa quả đã hư hỏng. Chỉ nên cúng tịnh tài, tiền thật, tịnh vật, đồ cúng phải là đồ thật còn mới, không nên cúng đồ cũ, đồ mã, tiền giả. Tùy theo mỗi gia đình, mỗi vùng miền mà bàn thờ gia tiên có cách đặt khác nhau. Nhưng đặt bàn thờ gia tiên như thế nào là đúng cách và hợp phong thủy, lại thể hiện được sự thanh tín với tổ tiên? Vấn đề này sẽ được phong thủy may mắn giải đáp ngay sau đây.
đặt bàn thờ gia tiên như thế nào là đúng cách. Trong các gia đình thì bàn thờ được đặt cố định tại trung cung, tức là vị trí trung tâm nhà. Thông thường thì khi bạn đặt chân vào từ cửa chính có thể thấy ngay bàn thờ gia tiên cùng bộ bàn ghế tiếp khách. Đây là cách bày trí quen thuộc từ xưa khi mà kiến trúc nhà có hàng hiên và sân vườn bao xung quanh. Với những gia đình hiện đại thì ngay từ điều kiện sống đến diện tích cùng với cấu trúc không gian cũng không giống như trước, nên cách sắp xếp cũng khác đi nhiều. Nhưng điều này lại cũng làm nảy sinh ra một số vấn đề vướng mắc. Như các gia đình sống tại thành phố thì tấp đất tấp vàng hiện nay thường đặt bàn thờ trên tầng cao nhất, chính là tầng thượng. Vị trí này sẽ thoáng hơn vì có khoảng sân rộng rãi đủ chỗ cho mọi người có thể tập trung lại mỗi dịp lễ Tết rộn ràng. Nhưng có nhiều nhà lại không đặt bàn thờ trên cao như vậy. Họ cho rằng như thế gây nhiều khó khăn trong việc đi lại, nhất là với người già. Công việc chăm lo hương khói, lau dọn bàn thờ cũng rất là vất vả hơn. Rồi đặt cao lại cảm thấy có nhiều xa cách. Thực tế thì việc đi lên đi xuống ngày vài lần cũng không có gì là nặng nhọc đến như vậy. Điều này cũng xem như là bạn đang tập thể dục mà thôi. Và công việc lau dọn vệ sinh hàng ngày có thể giao cho thế hệ trẻ nhằm giảm tải lượng công việc đi. Còn với những nhà ở căn hộ như là chung cư, nhà trệt thì vẫn có thể gắn bàn thờ gia tiên gắn liền với không gian phòng khách. Nhưng như vậy thì bạn phải quyết được việc thoát khói và không để lại những vết ố vàng trên trần nhà. Ngoài ra thì bàn thờ ông địa thần tài nên đặt ở lối vào chính, ở dưới đất để nghênh tiếp thần tài được trực tiếp hơn. Đến bàn thờ thiên thì gần như là hoàn toàn lộ thiên từ một bệ đá hoặc là trang thờ có mái, vị trí thuận tiện đặt bàn thờ thiên là sân thượng hay là ban công trước nhà, thắp nhang để xua đuổi âm khí, tạo thêm sự ấm áp trong sinh hoạt cho nhà Việt. Nhưng lưu ý là không nên làm bàn thờ quá cao hay là quá thấp, mà hãy vừa vặn với mọi người trong gia đình. Hướng dẫn cách đặt tủ thờ đúng cách. Hiện nay tủ thờ thường được thiết kế ở phần dưới và bên hông có chứa đồ. Nếu bệ thờ có kiểu tấm đan bê tông thì nên kê vào tủ nhỏ hay là bàn ở khoảng trống để lễ Tết tiện cho việc sắp xếp vật dụng. Bạn có thể thiết kế phòng thờ kết hợp với thư phòng làm nơi trà đạo tiếp khách hay là tổ chức sinh hoạt trong gia đình một cách sang trọng. Lưu ý không nên bố trí phòng thờ chung với phòng ngủ, nơi giải trí vì rất ồn ào lại thiếu đi sự trang nghiêm cần thiết. Dù là gia đình bạn có thiết kế căn nhà theo phong cách hiện đại thì cũng không nên trang điểm phòng thờ một cách loè loẹt và cầu kỳ. Bài trí bàn thờ chú ý là trang nghiêm nhưng không được u tịch và nên là nơi kết nối các thế hệ, tạo sự gần gũi, giáo dục truyền thống, ông cha, tổ tiên, giữ nếp sống tốt đẹp của gia đình. Có một số lưu ý khác khi đặt bàn thờ như là kiêng đặt tượng thần hay là thánh, những vật thể linh thiêng trung tường hay nằm bên dưới phòng vệ sinh. Không nên đặt tượng thần thánh đối diện với phòng cửa vệ sinh, trực tiếp dưới sàn nhà, đối diện cầu thang, dưới cầu thang, đặt trong phòng ngủ, nhất là phòng vợ chồng. Kiêng kỵ khi kê bàn thờ cần lưu ý. Đầu tiên là không đặt bàn thờ ở lối đi lại. Bàn thờ là nơi cần yên tĩnh, thanh tịnh, vì vậy ở gần lối đi lại ồn ào sẽ khiến cho gia chủ không gặp may, hao tán tài lộc. Bên cạnh đó thì cũng không nên đặt phòng thờ cạnh hoặc là dưới phòng trẻ em sân chơi, sẽ làm mất đi sự tĩnh tại cần thiết cho không gian thờ cúng. Bên cạnh đó thì không kê bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm hoặc là nơi thiếu sạch sẽ. Việc kê bàn thờ thường được mọi người tính toán cẩn trọng, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không để ý, không gian hẹp, họ kê gần nhà tắm hoặc là vệ sinh. Vì vậy, tuyệt đối không kê gần nhà vệ sinh, phòng tắm hay là khu vực ô nhiễm như là gần cống thải. Điều này sẽ làm ô uế không gian thiêng liêng. Ngoài ra thì không kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa hoặc là quá lộ liễu. Khi bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc là phía dưới cửa sổ, bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa vào hoặc đặt tại vị trí mà nhiều người quan sát và nhỏ ngó thấy, cần phải làm thêm rèm che lại phía trước và hai bên. Vừa rồi là những kiến thức về thờ cúng mà Phong Thủy may mắn chia sẻ. Rất cảm ơn quý cô chú, quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất nhé. Quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để đóng góp cho Phong Thủy may mắn ngày càng phát triển hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.